Ngày thứ 9, Đức Maria, người nữ của giờ lâm tử. Đức Maria như mẹ đã ở với chúng ta trong mọi giây phút của cuộc sống, cũng sẽ ở bên chúng ta trong giờ lâm tử, trong lời chúng ta cầu xin mẹ ở đoạn cuối kinh kính mừng. Trong những khoảng khắc đó, chúng ta khẩn cầu mẹ nắm lấy tay chúng ta, giúp chúng ta đứng dậy và chạy về phía Chúa Giêsu, Chúa của cuộc đời chúng ta. Khi nay và trong giờ lâm tử. Cụm từ này có một ấn tượng cảm xúc mạnh mẽ, nhất là vào lúc hoàng hôn, dân Chúa đọc kinh kính mừng với chuỗi tràng hạt trên tay, trên những hàng ghế dài của nhà thờ. Những ngữ điệu đều đều của lời cầu nguyện ẩn giấu vô số những cung bậc cảm xúc không thể diễn tả được, dường như đưa đẩy linh hồn giữa thời gian và sự vĩnh cửu, hoặc ngược lại, để trở về với một quá khứ xa xôi đầy những ký ức. Trong khi những từ này được lặp đi lặp lại, tâm trí tràn ngập những hình ảnh ngọt ngào, đặc biệt là về người mẹ khác của chúng ta, mà bên ngọn lửa vào mùa đông hay dưới những vì sao vào mùa hè, cầu nguyện với tràng hạt trong tay. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời. Lời cầu nguyện bề ngoài dường như đơn giản, nhưng thực ra nó cô đọng toàn bộ mầu nhiệm của cuộc sống, vì nó cho phép chúng ta hướng đến Mẹ Maria, là Mẹ Thiên Chúa và cũng là Mẹ của chúng ta. Chúng ta không xin Mẹ điều gì khác hơn là khẩn cầu cho chúng ta là những người tội lỗi. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa rằng lời khẩn nguyện đó là tầm thường. Trái lại, nó phản ánh thực chất của tất cả những gì chúng ta có thể mong ước. Và vì vậy, chúng ta lặp lại 50 lần cùng một lời cầu xin sâu sắc, khi nay và trong giờ lâm tử. Nhưng tại sao kinh kính mừng lại biến lời cầu nguyện thành chỉ là một lời thỉnh nguyện? Có ít nhất hai lý do. Thứ nhất, Đức Maria là một chuyên viên trong giờ lâm tử, vì mẹ đã tận mắt chứng kiến cuộc khổ nạn và cái chết của con mẹ, biến cố tột đỉnh của lịch sử cứu độ. Vào giờ ấy, Chúa Giêsu trao phó các môn đệ mà đại diện là Thánh Gioan cho Đức Mẹ, bởi vì Ngài xem họ như những người con của Ngài. Kể từ lúc đó, Mẹ Maria trở thành người phù hộ chúng ta trong giờ lâm tử. Điều này làm cho chính mẹ hiện diện vào giờ phút khi mỗi người đối diện với số phận vĩnh cửu của mình. Lý do thứ hai nằm ở chỗ, giờ chết là một hành trình khó khăn và đáng sợ, bởi vì nó đầy những điều mà không ai biết trước được. Nó giống như đi trên một cây cầu treo bắc ngang qua dòng xoáy của một con sông, nước chảy cuồn cuộn. Cảnh tượng này quả là đáng sợ, bởi vì đây là điều duy nhất không thể được lên kế hoạch. Đó là lý do tại sao lời cầu nguyện với Đức Maria trở nên rất thiết thực. Câu chuyện người nhẹ như lông hồng. Một hôm thần chết gõ cửa nhà một người. Người chủ nhà nói, xin mời vào, tôi đang đợi ông. Thần chết liền nói, tôi không đến để trò chuyện với ông, nhưng để lấy đi mạng sống của ông, và ngài có thể lấy những gì khác nữa. Tôi không biết, nhưng khi ta đến, mọi người đều muốn ta lấy bất cứ thứ gì trừ mạng sống, nếu ông biết họ đã đưa ra những đề nghị gì cho ta. Tôi thì không như vậy, tôi không có gì để cho ngài. Những niềm vui được trao cho tôi đã tận hưởng. Tôi đã có niềm vui, nhưng không lấy niềm vui làm mục đích của cuộc đời. Những ưu phiền tôi để gió cuốn đi, những vấn đề, những nghi ngờ, lo lắng tôi phó thác cho chú quan phòng,
Tôi chỉ sử dụng của cải trần gian như tôi cần chúng, từ bỏ những thứ không cần thiết. Nụ cười của tôi trao cho những người cần đến nó. Trái tim của tôi dành cho những người tôi yêu và những người yêu tôi. Linh hồn tôi phó thác cho Chúa. Vậy Ngài cứ lấy mạng sống của tôi, vì tôi không có gì khác để đưa cho Ngài. Thần chiết những người đó lên trong vòng tay của mình và thấy ông ấy nhẹ như lông. Đối với người đó, cái nắm tay của thần chết có vẻ rất dịu dàng, và Thiên Chúa đã mở rộng cánh cửa thiên đàng vì có một vị thánh sắp sửa tiến vào. Chứng từ của James Alexander Areza Bolivar. Xin chào. Tôi tên là James Alexander Bolivar. Tôi là một cựu học viên đến từ tỉnh dòng Thánh Louis Bertrand ở Medellin, Colombia, thành phố của Don Bosco, nơi chúng tôi có hai công cuộc Salesian quan trọng. Công cuộc thứ nhất là một dự án xã hội rất lớn, và công cuộc thứ hai là trường đại học Suffragio. Tôi cũng là thành phần trong cựu học viên liên tỉnh, và tôi thật sự vinh dự vì chúng tôi đang làm việc để thay đổi đời sống người trẻ theo tinh thần Salesian. Tôi muốn chia sẻ với các bạn một vài suy nghĩ về một vấn đề rất quan trọng. Hơn 30 đến 40 năm nay, Colombia đã đang trải qua một vấn nạn rất phức tạp, đó là tình trạng các thiếu niên nam nữ và người trẻ được tuyển dụng bởi các nhóm vũ trang. Các em được tuyển dụng bởi nhiều nhóm khác nhau, những nhóm giết người cướp của, những băng đảng tội phạm, buôn bán ma túy, quân sự và những nhóm tương tự như thế. Những nhóm bạo lực này lấy đi các thanh thiếu niên nam nữ, các trẻ vị thành niên và người trẻ của chúng ta. Nhưng các Salesian có những cách thức rất dũng cảm và hữu hiệu để đương đầu với vấn nạn tuyển dụng trẻ em và nâng cao đời sống của người trẻ. Trên thực tế, có hai dự án đã thực hiện được hơn 23 năm. Đó là trung tâm đào tạo Don Bosco ở Cali và thành phố Don Bosco ở Medellin. Những trung tâm này đón tiếp trẻ em, thiếu niên nam nữ, trẻ vị thành niên và người trẻ. Những em này là nạn nhân của các cuộc xung đột vũ trang, là nạn nhân chiến tranh, là những binh lính trẻ em. Rất nhiều thanh thiếu niên mà bị khai thác đã vui mừng vì được trải qua một kinh nghiệm giáo dục và một vụ hoàn toàn mới khi họ đến các trung tâm giáo dục của chúng tôi. Khi các cựu học viên tham gia vào các công cuộc Salesian, chúng tôi đặt niềm tin, sức lực và chính cuộc sống của mình vào những công cuộc này để các thiếu niên nam nữ, trẻ vị thành niên và người trẻ đến với chúng tôi có thể phục hồi phẩm giá và làm lại cuộc đời, chữa lành tình cảm, kết nối lại với gia đình và tái hòa nhập vào xã hội như những Kitô hữu tốt lành và công dân lương thiện. Đó chính là động lực cho chúng tôi. Hơn 23 năm qua, chúng tôi trợ giúp trên 2.400 thiếu niên nam nữ làm lại cuộc đời, phục hồi nhân phẩm và sức lực. Các em trở lại xã hội với niềm hy vọng mới. Các em được canh tân đức tin. Các em sống một cuộc sống tử tế. Và ngày hôm nay, các em hoàn thành sứ mệnh đã được khởi đầu bởi Thánh Gioan Bosco để là những công dân lương thiện và những Kitô hữu tốt lành. Xin chân thành cảm ơn các cựu học viên đã tham gia sứ mệnh này với chúng tôi, đặc biệt là một nhóm nổi bật. Và các em đã đến với chúng tôi là những trẻ đường phố, những trẻ đã từ bỏ cuộc sống bạo lực và trở thành những nhà giáo dục Salesian, những cựu học viên, những nhân chứng có sức tác động mạnh mẽ trên các thiếu niên nam nữ khác mới đến với chúng tôi. Các em là những chứng nhân cho sự thật rằng cuộc đời các em có thể thay đổi. Cảm ơn Don Bosco, tri ân Đức Maria phù hộ đã đồng hành với chúng tôi trong công cuộc, và xin cảm ơn tỉnh dòng Thánh Louis Bertrand ở Medellin đã tin tưởng và trao việc này cho chúng tôi. Nhờ sự chỉ dẫn của Đức Maria, xin cho chúng tôi tiếp tục phát triển trong tư cách là những cựu học viên và những Salesian cam kết cho việc làm thay đổi thế giới vì người trẻ. Phó thác cho mẹ Maria. Santa Maria. Lạy mẹ Maria, người nữ của giờ lâm tử, khi chiều tà xuống trên chúng con, xin mẹ đứng bên chúng con để chúng con có thể đối diện với màn đêm. Xin cứu chúng con khỏi xa vào vực thẳm. Xin truyền vào tâm hồn rã rời của chúng con giấc ngủ dịu êm. Tuy nhiên, xin cho sự chết thấy chúng con vẫn sống. Lạy mẹ Maria, người nữ của giờ lâm tử, chúng con cầu xin mẹ khi đến giờ của chúng con, xin dâng chúng con cho Chúa Cha. Xin đầu của mẹ nên như điểm tựa cuối cùng của chúng con, hơi ấm của khuôn mặt mẹ trong giờ phút cuối đời đó.
Lạy mẹ Maria, người nữ của giờ lâm tự, xin chuẩn bị chúng con cho cuộc hành trình vô cùng quan trọng và xin mẹ bảo vệ chúng con.